Chào mừng các bạn đã quay trở lại với số thứ 2 của Lộn Cái Bàn. Hôm nay chúng ta sẽ nói về nhân vật bị pressing nhiều nhất trên mạng xã hội. Một vị thánh của showbiz Việt, Trấn Thành. Người ta bảo là anh giả tạo, người ta bảo là anh nói đạo lý sống như này như nọ, người ta bảo là anh làm phim không cực phê, người ta bảo là anh lệ tổ. Và hôm nay tôi và Linh sẽ cùng lộn cái bàn để xem là Trấn Thành có đáng bị ghét đến thế hay không. Không biết Trấn Thành có đâu. Thế là tôi vẫn luôn biết là có một người tên là Trấn Thành và ông ấy nổi tiếng rồi. Nhưng mà tôi chỉ để ý và tìm hiểu sâu khi mà tôi làm clip review sàm thách thức danh hài. Hồi đấy thì người ta bảo là cái chương trình đấy là hài nhảm, là vô duyên, là kiểu dàn dựng các thứ ấy. Thì tôi xem mùa 1, mùa 2, mùa 4, mùa 5. Tôi nhận ra là Trấn Thành khá là tài năng, ông ấy biết cái công thức gây cười. Và kiểu ông biết hướng dẫn cho thí sinh ấy. Và ông kiểu xem tiểu phẩm, nghe ông ấy xem miếng hài của thí sinh là ông ấy tưởng tượng được ra là người ta muốn làm gì ấy. Và ông ấy chỉ cho thí sinh là biết làm thế nào để nó hay hơn, nó chí mạng hơn, nó buồn cười hơn. Sau khi tôi xem xong ấy thì tôi nghe cái thứ mà tôi thấy nhảm là những cái tiểu phẩm mà. Chứ còn tôi thấy Trấn Thành không hề nhảm. Và mà thực sự là xem xong rồi tôi thấy khá là respect. Thế tức là ấn tượng khá là tốt đúng không? Ừ, ấn tượng khá là tốt. Ấn tượng của tôi không tốt đến thế. Cái lần đầu tôi biết Trấn Thành ấy là qua một cái tiểu phẩm hài với cả Trường Giang. Lần đấy tôi nghe loáng thoáng và xem một vài đoạn thì tôi cảm thấy rằng là cái gu hài hước của cái diễn viên này không hợp với tôi. Nó hơi bị hài lố, nó hơi bị biểu cảm mặt nhiều quá, nó hơi bị những cái động tác này nọ nhiều quá. Tôi không thích những kiểu đấy. Nhưng mà mãi về sau ấy, khi mà tôi bắt đầu cái công việc đầu tiên thì cái anh leader cũ của tôi đã từng khen Trấn Thành nức nở rằng là Trấn Thành rất là giỏi trong cái việc mà xây dựng kế hoạch, xây dựng kịch bản. Cái gu hài hước của ông ấy chỉ đơn giản là không nhắm đến cái tập khán giả là mày thôi. Và từ đấy thì tôi có cái nhìn tổng quan hơn về Trấn Thành, rằng là ông ấy không phải là một người chỉ đi hài nhảm mà có một cái tính toán chiến thuật riêng và nhắm vào cái tệp người xem, chỉ cần là không phải là tôi. Và sau đấy tôi theo dõi Trấn Thành thì thấy là anh này khá là đa tài, xuất hiện trong nhiều chương trình và tham gia rất là nhiều show có chủ đề khác nhau. Và những cái chương trình mà Trấn Thành đóng vai trò chủ chốt ấy thì thường rất là thành công, đạt top trending này, được view kỷ lục này, phá vỡ lại rating các thứ. Là người làm nội dung, là người mà cái công việc của mình là kiếm tiền từ lượng view từ khán giả đi, thì tôi thấy là phải công nhận tài năng của Trấn Thành. Và có nhiều điều mà cả tôi và ông đều có thể học hỏi được từ anh Trấn Thành, đúng không? Còn với tư cách là người xem bình thường thì tôi không thích. Sao không thích? Vì đơn giản là cái nội dung và phong cách mà Trấn Thành thể hiện thì nó không dành cho tôi. Và nhiều lúc là đám đông trên mạng, tôi lên Facebook tôi lướt ấy, thì Trấn Thành thường bị biến thành một cái nhân vật phản diện trong nhiều câu chuyện của showbiz Việt Nam. Nhân vật phản diện á? Nhân vật phản diện. Và bây giờ là quá khứ của kẻ phản diện. Đầu tiên có một cái fact là Trấn Thành dù học làm diễn viên nhưng mà lại bắt đầu sự nghiệp là một MC. Cụ thể thì Trấn Thành có năng khiếu và đam mê từ sớm này. Cấp 2 đã tham gia đội kịch của trường. Về sau thì dù gia đình không có truyền thống nhưng mà Trấn Thành vẫn thi và đi học ở trường sân khấu điện ảnh. Nhưng mà sau 1 năm thì hình như là vì gia đình khó khăn nên là phải bỏ học và bắt đầu sự nghiệp của mình với vai trò là MC. Học sau năm nhất thì là thắng được MC và làm tới giờ. Giám thị lên: Thành ơi, sao vậy, con bị cắt khỏi trường, không đóng tiền. Và trong quá trình đó thì chúng ta thấy Trấn Thành rất là cố gắng và nỗ lực. Theo lời anh này kể thì anh phải làm đủ mọi nghề để phát triển sự nghiệp và bám trụ lại Sài Gòn. Và trong cái khoảng thời gian lăn lộn và kiếm sống ở Sài Gòn thì anh vẫn nỗ lực đi thi và trau dồi khả năng diễn xuất. Và anh tham gia những cuộc thi dẫn chương trình đầu tiên vào năm 19 tuổi, năm 2006. Và ở cái chương trình đấy thì Trấn Thành đã thể hiện được sự hoạt ngôn, duyên dáng, gần gũi. Nhưng mà đã có một chút ngông trong đấy. Khi mà trong một cuộc phỏng vấn thì Trấn Thành tiết lộ, theo những gì tôi hiểu ấy, là Trấn Thành đã chọn thể hiện cá tính của mình hơn là trả lời theo đúng ý của giám khảo để đạt được giải cao nhất. Tức là thay vì là trả lời theo đúng, theo giám khảo để được giải nhất đi, thì ông ấy đã chọn thể hiện cá tính và được giải 3 thôi. Giải 3 thôi, đó. Thời gian sau đấy Trấn Thành dành nhiều giờ ở sân khấu kịch Hồng Vân và học hỏi trao dồi kinh nghiệm từ những vở diễn của các cô chú đồng nghiệp. Và ở cái môi trường như thế thì Trấn Thành được tiếp xúc với cả những cái cô chú trong nghề như là cô Hồng Vân này, chú Bảo Quốc, chú Tấn Beo, Minh Trí, Thành Lộc. Nói chung là những người có tài năng và có tuổi nghề, có sức ảnh hưởng. Hồng Vân và Bảo Quốc thì ở gặp nhau cuối năm 2006, đóng vai cặp đôi già yêu nhau trên thuyền Titanic. Chú Thành Lộc thì có series Chuyện Kể Ngày Xưa này. Nói chung là chúng ta thấy được là anh Trấn Thành thì rất là chăm chỉ và đam mê. Và được một cái nữa là anh được học từ những người có thể nói là giỏi nhất trong nghề từ lúc đấy đi, đúng không? Bất kỳ nhà sáng tạo nội dung nào mà thấy một cái nhà sáng tạo nội dung tương tự như thế thì cũng dành một cái sự tôn trọng cho nhau, đúng không? Là ông này biết mình muốn gì này, ông này được học từ những người giỏi nhất và ông ấy có mục tiêu rõ ràng, đúng không? Thì respect. Và sau đó thì Trấn Thành được biết đến nhiều hơn, được mời tham gia nhiều chương trình hơn này và bắt đầu có những người hâm mộ đầu tiên. Thế ông nghĩ là cái quả ngọt đầu tiên mà Trấn Thành có là từ đâu? Với tôi thì khi mà tôi biết về anh Trấn Thành thì Trấn Thành đã nổi tiếng sẵn rồi, đặc biệt là với cộng đồng ở miền Nam, người lớn rồi là những người lao động.
Nhưng mà theo tôi thì tên tuổi của Trấn Thành thực sự bùng nổ từ sau hàng loạt các game show như là Rap Việt này, Siêu Trí Tệ này, với vai trò MC và trong The Masked Singer và The Voice với vai trò là dạy thí sinh hát. Nhiều người cho rằng Trấn Thành thực sự bắt đầu nổi từ Show You Think You Can Dance, bởi vì Trấn Thành đạt được nhiều giải thưởng với vai trò là MC trong cái show này. Nhiều người lại cho rằng là Trấn Thành nổi tiếng từ Ân Giời Có Đây Rồi. Tôi thì nghĩ là mỗi show ấy, Trấn Thành lại show ra được một cái điểm mạnh khác nhau. Với vai trò là MC ở Show You Think You Can Dance, Trấn Thành tỏ rõ cái thế mạnh về ăn nói, tự nhiên và không hề cứng nhắc như là những bình luận viên khác của nhà đài. Năm đấy nếu không nhầm thì cái chương trình này chỉ thua rating mỗi The Voice mùa 1 của Việt Nam, mà đấy là còn phát sóng trên một cái kênh truyền hình mới nổi. Trong cái Ơn Rời Cậu Đây Rồi ấy, thì Trấn Thành nổi bật vì khả năng diễn xuất rất là tốt. Khán giả nhận xét là anh nhập vai cực kỳ đa dạng này, có thể đóng vai vui phát khóc, buồn phát khóc, vớ vẩn phát khóc, trẻ phát khóc, già phát khóc. Nói chung là khóc rất giỏi. Cái vai duy nhất mà người ta bảo là Trấn Thành không thể đóng được là vai cái cây, tại vì cái cây không biết khóc. Cây biết làm gì, cây biết cầm ma cà. Còn Trấn Thành biết khóc. Đấy, nhắc đến khóc nhiều thì đấy là một cái signature move của Trấn Thành rồi. Để lúc trong Pokemon Satoshi kiểu Trấn Thành, you cry a lot. Mặc dù là chương trình của Trấn Thành rất là nhiều người xem và lượng fan đông đảo, nhưng mà cái sự nổi tiếng thì dễ đi kèm với tai tiếng. Có nhiều người không làm gì cũng bị ghét chỉ vì họ nổi tiếng thôi. Nhưng mà Trấn Thành thì có làm gì thật. Trấn Thành thì có làm gì thật. Anh có những cái pha xử lý khá là gây tranh cãi. Và theo Linh tìm hiểu thì nó bắt đầu từ... Theo tôi đọc trên Dinh Mỹ thì từ cái vở diễn Tô Ánh Nguyệt Remix mà Trấn Thành diễn với lại nghệ sĩ Ngọc Dầu và anh Đức biểu diễn ở hải ngoại hồi 2016 ấy. Nó là cái sự bắt đầu cho những dấu ấn không đẹp của Trấn Thành. Ở cái dị bản do Trấn Thành viết kịch bản thì cái hình tượng Tô Ánh Nguyệt đã bị bóp méo đi khá là nhiều so với nguồn gốc. Và cái đấy thì nó làm nhiều khán giả phẫn nộ và Trấn Thành đã bị kiểu... Và từ đó thì người ta chú ý và chê Trấn Thành nhiều hơn. Chê vì khóc, khóc cũng chê mà cười cũng chê. Làm nghệ sĩ khó sống. Ví dụ người ta chê là ở trong Thách Thức Danh Hài thì Trấn Thành lại cười nhiều quá, nhiều lần nữa là phải đóng phạt cho cả chương trình và khiến khán giả cảm thấy khó hiểu và vô duyên, khiến chương trình bị cộp mác là cười từ thiện này. Từ đấy sinh ra với cái meme là bạn hài Trấn Thành đã cười ấy. Thực ra thì với quan điểm của tôi nhé, thực ra là cái việc Trấn Thành cười nhiều thì không phải là không hiểu được ấy. Như tôi đi, mấy năm nay tôi làm cái việc là cố làm người khác cười ấy. Tự dưng tôi cảm giác là cái gu hài hước của mình nó lại dễ hơn ấy. Tôi dễ bị cười bởi nỗ lực của người khác và mình cười hơn. Còn mấy cái joke nhạt nhạt ấy, tôi kiểu tôi đọc sao tôi nghĩ tôi lại cười. Chắc chắn là anh Trấn Thành anh làm lâu hơn tôi đúng không? Và trải qua nhiều cái hài hước hơn tôi. Vì có thể là ví dụ khi mà thí sinh Manh Nha làm một cái gì đấy, ông ấy tưởng tượng xứ ra trong đầu rồi và ông ấy tự cười luôn ấy. Có thể là thí sinh rất hài đâu nhưng mà ông ấy kiểu tự nghĩ tự cười ấy. Còn khóc thì là ở khắp mọi nơi, chứ là khóc được là Trấn Thành sẽ khóc. Mấy chương trình kiểu hát mãi ước mơ đi thì khóc còn hợp lý vì là những bài hát, những câu chuyện cảm động. Nhưng mà còn Rap Việt cũng khóc, ngay cả Thách Thức Danh Hài cũng khóc. Cái chỗ mà đáng ra ông ấy phải cười ấy. Thế ông cười đấy, ông cười nhiều đấy. Người ta cười ông cũng than phiền, người ta khóc ông cũng than phiền. Nhưng mà nói chung là người ta cảm thấy rằng là những cái chỗ mà anh Trấn Thành cười và khóc nó không hợp lý. Không hợp lý đúng không? Không hợp lý. Những cái tình huống đấy nó không hài hước đến thế hoặc nó không buồn đến thế. Cho nên là những cái giọt nước mắt này nó không thật, nó không tự nhiên. Người ta bảo nó là giả tạo. Khán giả cảm thấy thế thôi chứ chắc gì Trấn Thành cũng thấy thế đúng không? Có khi là ông Trấn Thành ông thấy buồn thật thì sao? Có thể chỉ là Trấn Thành liên tưởng một câu chuyện của mình ấy. Đúng rồi. Và tự nhiên cảm thấy xúc động thế thôi. Cái vụ buồn này tôi không bảo vệ nhé. Cái vụ cười thì tôi cười nhiều hơn chứ tôi không thấy buồn nhiều hơn đâu. Tôi chỉ thấy hài nhiều hơn đấy. Biết cái gì hài hơn không? Hào quang rực rỡ. Ông biết gì hài hơn nữa? Ông lại mang mẹ tôi vào. Nói chung là trong cái vụ Hào Quang Rực Rỡ, khi mà Trấn Thành lên khóc xong rồi kể lể rằng là đời nghệ sĩ sẽ khổ thế này thế kia ấy. Đến đây thì không chỉ khán giả mà cả những nghệ sĩ lâu năm như là cô Mỹ Tâm này, chú Duy Mạnh này, chú Thành Lộc này cũng có những ý kiến trái chiều. Theo ý kiến của tôi nhá, thứ mà chắc là cái ghế này sẽ đồng tình là cái nghề nào cũng có áp lực của nó và có những cái phải đánh đổi. Nếu muốn than thở thì cũng nên là với bạn bè, người thân và ở những nơi riêng tư như là rạp phim, chứ không phải là trong một buổi họp báo hay là trong một sự kiện ra mắt hay là bất cứ cái chương trình nào mà có nhiều người theo dõi cả. Thực ra thì tôi thấy là trong mắt người bình thường ấy, thì nghệ sĩ vẫn là một cái nghề sướng ấy. Sướng nhưng mà sướng qua vô loại. Nghệ sĩ thì những người mà thành công ấy thì vẫn luôn có nhiều danh tiếng này, có nhiều tiền này, được gặp gỡ nhiều người này. Và cái việc than thở lên với đám đông thì tôi không nghĩ là một cái sự lựa chọn hợp lý. Và cũng có nhiều sự hợp lý trong một số cách mà Trấn Thành lựa chọn để dẫn dắt một vài chương trình. Anh cũng đã lên tiếng giải thích là do cảm xúc của bản thân, nhưng mà với một số khán giả thì có vẻ như là đấy không phải là một lời giải thích hợp lý, không thuyết phục, nên là khán giả thấy không hợp lý đúng không? Thế cứ thế mà pressing. Và trong quá khứ thì đã có một lần mà Trấn Thành bật lại khán giả.
Trấn Thành quá. Như nào? Trấn Thành đã phản ứng lại với những cái nhận định của khán giả và phát ngôn rằng là nếu mà quý vị cảm thấy chương trình nhảm nhí, quý vị hãy tắt tivi. Và kết quả là khán giả không tắt tivi mà đài truyền hình Vĩnh Long tắt Trấn Thành. Phản ứng của khán giả là họ hài lòng và họ hả hê với cả quyết định của truyền hình Vĩnh Long. Và Trấn Thành lúc đó quyết định giữ im lặng. Bây giờ nhìn lại thì tôi cảm thấy là cái quyết định đấy nó không hợp lý lắm. Bởi vì rằng là một cái chương trình mà được phát sóng lên nó phải qua rất là nhiều khâu. Từ khâu kịch bản này, rồi kiểm duyệt này, rồi chỉnh sửa edit video này, xong rồi lại kiểm duyệt một lần nữa này. Ít nhất là phải như thế đúng không? Cái việc mà lấy Trấn Thành lên để bêu đấy thì có vẻ như là hơi một, là một con cừu huyền tế đúng không? Đúng rồi, một con cừu dễ thân kiểu vậy. Có thêm một cái nữa ấy, là cái nghề MC là cái nghề mà phải nói nhiều. Mà các cụ đã nói là nói dài thì thành nói dại. Trừ khi ông là ChatGPT, siêu nhân điện quang, Power Ranger, Cao King đi thì ông mới không mắc sai lầm. Chứ còn ông nói càng nhiều ấy thì cái tỷ lệ mà ông phạm sai lầm nó càng nhiều hơn. Cũng là cái việc mà hiểu được ấy. Và cái điều tích cực mà chúng ta thấy được ở cái sự việc này là Trấn Thành đã bắt đầu thay đổi và anh trở nên chuyên nghiệp hơn trong từng chương trình mình dẫn này, trang phục đẹp hơn này, và tìm hiểu kỹ về nội dung từng tập phải nói và có những câu chuyện ngắn để chia sẻ về chủ đề mà chương trình cần. Và tôi quan sát được cái việc anh ấy đã trung hòa được cái sự hoạt ngôn của mình và sự chuyên nghiệp của chương trình hơn, nên là vượt qua tất cả những cái drama thì càng về sau Trấn Thành càng được lòng khán giả. Đúng thật là anh Trấn Thành rất là hiểu khán giả của mình muốn gì. Anh Trấn Thành là một trong những cái MC tạo trend và bắt trend rất là nhanh. Anh ấy tạo trend từ câu nói này, tự gọi mình là Thành Trai này, tự gọi mình là Mr. Riêng Tư này. Rồi có thể khẳng định được rằng là bài hát này hay là cái câu rap này sẽ thành trend trong truyền hình trong những ngày tới. Không biết sao nha, tôi dự đoán bài này sẽ là hit nha. Nói chung là Trấn Thành có đón nhận lời chê bai và có sửa đổi, nhưng mà đôi lúc vẫn hơi quá đà. Như là đợt trêu tờ Linh, body Samsung, rồi khoe kỹ năng âm nhạc trước mặt Mỹ Linh. Và anh Trấn Thành thì cũng có mấy quả pha nói đạo lý đi vào lòng đất luôn. Vì ông ấy có vẻ là hiểu sai những thứ mà mình đang nói. Ví dụ như vụ mà thuyết tương đối của anh Xanh ấy, ý ông ấy hiểu là kiểu mọi thứ là tương đối ấy, nhưng mà trong khi thuyết tương đối của anh Xanh là kiểu E bằng MC2 kiểu thế, là nó về vật lý chứ không, nó không phải là về sự tương đối của cuộc sống ấy. Và thế là chúng ta có một ông MC hay khóc này, hay cười này, thỉnh thoảng vô duyên này và nói đạo lý nhưng mà sai. Đúng là một cái sản phẩm tuyệt vời để cho mọi người kiểu xỉa sói, mọi người cắn xé, mọi người kiểu soi vào. Thêm nữa là đôi khi cộng đồng ấy, không phải cộng đồng mạng mà cộng đồng bình thường ấy. Thêm một cái nữa là đôi khi cộng đồng cần một cái gì đấy để họ chút cái sự tiêu cực đó vào. Và khi mà họ thấy một người như thế thì họ sẽ chút tất cả những sự tiêu cực của họ vào người đấy. Vì kiểu Trấn Thành nổi tiếng mà. Cuộc đời tôi đang tệ đúng không? Trấn Thành vô duyên, chửi Trấn Thành, dí Trấn Thành chết. Trấn Thành. Và giờ để hợp thức hóa việc đưa Trấn Thành lên một chương trình chỉ nói về phim, chúng ta hãy bàn luận về phim của Trấn Thành. Và điều đầu tiên khi mà chúng ta nhắc đến phim của Trấn Thành là gì? Đấy là phá rất nhiều kỷ lục, kiếm nhiều tiền nhưng mà bị chê rất nhiều. Chê nhiều đến nỗi mà ai, bất cứ ai khen phim của Trấn Thành thì tức là đang nhận tiền seeding này, đang là bị dúi vật chất cho này, đang phê phim này, đang được reviewer này. Sau khi xem bố già cả hai bản là web drama và cả phim dạp này, tôi nhận ra là phim Trấn Thành nó không tệ đến thế. Nó khá là hay là khác. Đầu tiên là lựa chọn chủ đề chuẩn này, phim gia đình, dễ xem, dễ cảm nhận. Và tôi cảm thấy là không bao giờ out trend ở Việt Nam và cả thế giới nữa. Tại vì kiểu ông không thể không có gia đình đúng không? Thì... Trừ khi ông là Batman rồi. Chỉ đấy anh Batman, bố mẹ anh đâu. Quay trở lại câu chuyện thì Trấn Thành làm phim chủ đề gia đình rất là khéo. Đúng rồi. Hai má. Cụ thể thì Trấn Thành làm những cái sitcom, những cái tình huống rất là khéo. Ví dụ như là phim Bố Già này, vừa đầu đã có một ông chạy xe ôm ế khách do là bị xe ôm công nghệ lấn sân. Hai đứa con thì đang tuổi ăn tuổi lớn, học thêm học bớt. Bà vợ thì bị người ta lừa này, nửa đêm thì bị chủ nợ kéo người đến giết đồ này. Nó là cái hình ảnh, cái tình huống mà rất là đời, mà chắc là kiểu ai trong chúng ta cũng sẽ có một cái người bạn trong tình cảnh như thế, hoặc có khi là chính chúng mình trong tình cảnh như thế. Hỏi cho một người bạn là như thế à? Thì ai chả có một ông anh. Xin link cho bạn đúng không? Xin link cho ông anh, xin link cho bạn. Nhưng mà cái tôi không thích là phim của Trấn Thành nó bị đạo lý quá. Nó đạo lý quá nhiều, cứ hở ra là đạo lý. Tôi bỏ 120.000 ra đi xem phim và cái tôi nhận lại là tác nhân tâm live action. Nhưng nếu mình nhìn sang tệp khán giả mà anh Trấn Thành anh hướng tới thì họ là những người lớn tuổi và là tầng lớp bình dân lao động. Họ sẽ dễ tiêu hóa những câu đạo lý trực tiếp hơn, hơn là những cái kỹ thuật làm phim nó mang tính phương Tây hơn như là show don't tell. Có thể là kiểu nếu mà chiếu một đoạn tả thực ra đi thì có thể người xem sẽ không hiểu được ấy. Nên là người xem mà Trấn Thành hướng tới họ sẽ không hiểu được và họ sẽ kiểu thấy khó chịu. Ví dụ như ông bác tôi chẳng hạn, mà ông ấy thấy Trấn Thành nói một câu gì đạo lý trên phim đi thì ông ấy sẽ mang áp dụng luôn sang thằng con của mình, chả cần biết là cái câu chuyện đằng sau như nào hay là ý nghĩa thực sự của nó là gì.
có khá là nhiều người như thế, và vì thế nên họ khá là thích phim của Trấn Thành. Nhưng mà người trẻ thì lại thường không thích phim của anh Trấn Thành. Có thể là vì do khác biệt thế hệ này, hoặc là do họ tiếp xúc với kiểu văn hóa phương Tây nhiều hơn và rất có nhiều ý kiến chửi rất ghê. Nhưng mà có thể là họ cũng lạc ra khỏi cái điểm là Trấn Thành cái tệp hướng tới là cái tệp khác hơn. Đúng kiểu ai hỏi mà bộ trưởng nêu ý kiến ấy. Nhiều người nhận xét là Trấn Thành là phim thì nghiệp dư, mô típ thì quanh đi quẩn lại một chủ đề gia đình để kéo khách. Và cái việc mà anh Trấn Thành anh kiếm được nhiều tiền từ cái đấy thì nó ảnh hưởng đến cái nền điện ảnh Việt Nam. Vì ai cũng làm phim kiểu đấy để kiếm tiền thì nền điện ảnh Việt Nam sẽ đi đến đâu? Sập, không hay, không cực phê. Cái này thì không đổ tại Trấn Thành được. Theo tôi thấy nhá, rằng là Việt Nam từ xưa đến giờ có nhiều phim hay mà. Như là Á Lụa Hà Đông này, Mùa Hè Chờ Thẳng Đứng này, Bi Ơi Đừng Sợ này, Chăn Nơi Đáy Giếng này. Gần đây thì có thêm cả Đêm Tối Rực Rỡ và Cù Lao Sắc Sống nữa. It's Cù Lao Thang! Nếu mà đổ lỗi cho Trấn Thành về cả cái mảng điện ảnh Việt Nam thì nó hơi chuột mũ. Tôi nghĩ là mình cứ coi Trấn Thành như là một người chuyên làm phim gia đình là được. It's Cù Lao Thang! Mà thực ra thì phim Trấn Thành có tệ đến thế đâu. Nó có mục đích tốt này, dựa vào những câu chuyện được phóng đại, sắp đặt ra để kể những bất cập trong đời sống gia đình. Ví dụ như đời sống của anh con rể trong phim Nhà Bà Nữ này, hay là cậu con trai trong phim Bố Già này. Mà Trấn Thành chọn diễn viên rất là ok nhé. Thế à, tôi tưởng là chỉ có từng đấy diễn viên thôi thì ông không có lựa chọn nào khác. Ừ, nhưng mà Trấn Thành dành rất là nhiều đất diễn cho những cái diễn viên trẻ. Và ngoài ra thì Trấn Thành chọn diễn viên theo tiêu chí rằng là anh ấy biết rằng những người này sẽ làm tròn vai diễn trở lên. Về cái khoản mà chọn diễn viên ý, tôi thấy là anh Trấn Thành khá là giống với cả đạo diễn Lý Hải. Đấy là chọn những diễn viên kiểu hợp vai này, biết diễn xuất này, có chemistry với cả mọi người xung quanh thế này. Và đôi khi là chấp nhận lùi về phía sau, làm vai phụ thôi, hoặc là thậm chí đứng chỉ đạo thôi, để cho câu chuyện của mình được truyền tải tốt nhất đến khán giả nữa. Không nhất thiết mình phải là vai chính, phải chiếm spotlight. Chứ không giống như cái phim của anh Trường Giang với lại chú Hoài Linh đúng không? Đúng rồi. Trong phim của chú Hoài Linh có cả chị Tóc Tiên được cast về để diễn đúng không? Đợt đấy là chị ấy được cast về hình như là do phim to chứ không phải là khả năng diễn xuất lắm đúng không? Đúng rồi. Có một câu chuyện hay là Lý Hải xây cả dãy nhà trọ nhá, thì người ta bảo là nhân văn là vì cộng đồng. Nhưng mà còn Trấn Thành cũng làm điều tương tự thì người ta bảo là anh đang rửa tiền. Quay lại câu chuyện thì ngoài ra ấy, anh Trấn Thành khi mà làm đạo diễn hay là làm trong hậu trường, anh chỉ đạo rất kỹ từng cảnh quay này. Diễn viên nào làm việc cùng cũng khen là anh Trấn Thành tài năng, có tâm huyết với nghề, có tâm với bộ phim của mình. Có một cái đáng khen cực kỳ là kịch bản của Trấn Thành toàn là kịch bản gốc. Mặc dù là nó hơi giống nhau, motif hơi giống nhau, nhưng mà phần lớn phim Việt Nam ở thời điểm hiện tại thì chủ yếu là kịch bản remake hoặc là kịch bản chuyển thể. Có thể là anh Trấn Thành đã học được những cái hay từ phim Cua Lại Vợ Bầu để tạo ra những cái kịch bản về sau này. Anh biết được khán giả và biết được nhãn hàng muốn gì này, và biết chiều lòng khán giả nên là đã phá đổ được cực kỳ nhiều kỷ lục. Nếu mà phim Trấn Thành hay đến thế thì tại sao người ta lại phản ứng khá là gay gắt khi mà Trấn Thành mang bộ phim Bố Già đi đến tranh giải Oscar nhỉ? Chắc là vì nó cũng không hay đến thế. Theo tôi thấy thì cái cách mà mọi người tham gia cái drama này thì không cực phê. Tại vì từ phía ekip của Trấn Thành thì thế là ai mà làm ra một cái sản phẩm thì cũng muốn là đứa con tinh thần của mình được công nhận, không chỉ ở trong nước mà ở ngoài quốc tế. Ta đủ điều kiện để người ta tham gia thì người ta cứ mang đi thôi. Nhưng chắc là cái mà chưa khéo ở đây là đi PR rầm rộ lên, trong khi là sản phẩm thì gây khá là nhiều tranh cãi. Cứ vẫn có một bộ phận khán giả trong nước vẫn chưa chấp nhận được nó. Đúng đúng. Trong mắt một số người thì họ sẽ coi đấy là khoe khoang. Họ thấy là phim chả hay đến thế mà cứ truyền thông rầm rộ lên. Hoặc là đơn giản là họ cứ ghét thì làm gì, họ ghét họ cứ dí thôi. À, cảm từ trước rồi. Ừ, đúng đúng. Tiện nói đến không hay thì tôi thấy là phim Trấn Thành có những cái tình huống không thực tế. Tôi tưởng đấy ông vừa bảo là thực tế mà. Kiểu cái motif và cái bối cảnh ban đầu, cái câu chuyện ban đầu, cái chủ đề ban đầu, cái cách mà họ đặt ra một cái tình huống ban đầu rất là hay, nhưng mà những cái tình huống nối tiếp sau đấy thì nó lại không thực tế, nó bị bi đát quá, nó bị drama hóa quá. Nên nó còn mang hơi hướng Hàn Quốc quá đúng không? Ừ, nếu mà có một bộ phim mà tôi liên tưởng đến thì đấy là cái Penthouse, nhưng mà không hay bằng. Ok. Lời thoại này, cách xuất hiện các nhân vật này, nhiều đoạn trong phim chỉ dùng để kiểu như filler khoe mảng miếng hài ấy, nó dẫn đến cái sự vô duyên. Bối cảnh thì đẹp nhưng mà mạch phim thì lại bị chậm. Nhiều chỗ bị hẫng này, kết thường không giải quyết được cao trào và những cái nút thắt được giải quyết rất là sơ sài. À, bình cũ rượu mới. Như vừa nãy ông nói luôn, nhiều khán giả nhận thấy rằng là Nhà Bà Nữ và Bố Già gần như là cùng một lò đúc ra. Cũng một gia đình có vấn đề giữa các thế hệ, một nhân vật nào đấy cảm thấy mâu thuẫn, chịu không nổi nữa và bỏ đi. Sau đấy thì họ quản quại và họ giải quyết vấn đề đấy cùng với nhau. Đúng rồi, lại là hạnh phúc gia đình, tình cảm gia đình, tình cảm gia đình hàn gắn lại đúng không? Và trong cái quá trình giải quyết đấy thì rất nhiều cái sự ca lĩnh chi được tham gia góp mặt vào. Ê, nhưng mà nếu mà bây giờ tôi nghĩ thì cái vấn đề gia đình ấy là vấn đề mà ai cũng có ấy, đúng không? Ông chắc chắn là có nhiều. Nghĩa là Trấn Thành bắt được cái insight rất tốt đấy.
và làm hai phim về đấy thì có khi là thế giới lại cần nhé, không phải là thế giới không cần đâu. Chia sẻ này hơi kỳ, nhưng mà tôi có một vài người mà tôi nói chuyện qua Tinder, họ nói rằng là đi xem Nhà Bà Nữ cũng cảm thấy rằng là cũng có một chút hình ảnh của mình trong đấy, cho nên là họ cũng thấy nó cũng không đến nỗi tệ như mọi người chê. Đúng. Nhưng mà lên mạng xã hội thì tất toàn là chê thôi, chả hiểu tại sao. Chắc mạng xã hội kiểu mọi người muốn khoe là chim tao to hơn chim mày ấy. Rồi ai hỏi bộ trưởng trả lời. Đấy kiểu các bộ trưởng cứ thích trả lời thôi. Trấn Thành cũng từng chia sẻ là anh không làm phim Hàn Lâm luôn mà làm phim cho đại chúng xem trước, nên là sẽ làm phim rất đơn giản và dễ hiểu, và đôi khi là quá dễ hiểu, kiểu dễ hiểu cho người mà không nhanh lắm cũng hiểu được ấy. Thì nên nói là người điếc cũng nghe được. Đấy. Thì nên là có những cái mảng miếng hài, miếng filler nó phải chậm ấy, để cho người ta tiêu hóa được ấy. Cái việc làm như thế thì sẽ khiến một bộ phận người hiểu được, nhiều người hiểu được hơn, nhưng mà cũng khiến nhiều người thấy khó chịu hơn, tại vì mày coi tao là thằng ngu à, đúng không? Mày làm phim mày thì biết rồi, ai cũng biết rồi, làm nhanh lên một tí được không? Thì chắc là đấy cũng là một cái hai mặt của vấn đề đấy. Nghĩa là ông tham vọng là làm một cái sản phẩm cho càng nhiều người hiểu được, xem được và cảm nhận được, thì cái đổi lại là sẽ có những người mà kiểu hiểu nhanh và người ta cần cái tốc độ nhanh hơn, người ta sẽ thấy là mình không được tôn trọng cho lắm. Tuy nhiên là Trấn Thành cũng nói là những tác phẩm sau của anh thì sẽ có nhiều câu chuyện và có nội dung hơn. Thế nên là cái bộ phim Mai của anh bị delay rất là nhiều lần. Chốt lại đi, với tư cách là khán giả đại chúng thì phong cách của Trấn Thành chắc là không hợp với ông và tôi, đúng không? Ngày xưa tôi xem một cái tiểu phẩm của Trấn Thành là đóng ông hàng xóm khó tính, nên có một lũ trẻ con chơi bời đấy, có ở Trường Giang trong đấy thì phải. Xong Trấn Thành ra body shaming từng đứa trẻ con một. Xong rồi có một cái tôi không thích nhất là ra cứ... nghĩa là cái kiểu đấy tôi với ông đều không thích. Xong rồi đấy kiểu bị ai bị người da đen bị thôi nhá. Với tư cách là cái nhà sáng tạo nội dung ấy, thì tôi nghĩ là chúng mình có thể học được từ anh Trấn Thành rất là nhiều, cả mặt tốt và mặt xấu, như là cách xử lý truyền thông này, cách chọn tệp khán giả và tấn công họ nhưng mà không phải bằng dao, rồi cách những cái mảng miếng gây cười của anh Trấn Thành này. Theo tôi nghĩ thì bất kỳ nhà sáng tạo nội dung nào cũng muốn là nội dung của mình đến được càng nhiều người càng tốt, và người ta càng thích mình càng tốt, vì để thỏa mãn cái tôi này, để kiếm được nhiều tiền nữa, đúng không? Ông mà có thích 18 triệu follow xem. Tầm đấy tiền tôi không dùng tay để làm như này, tôi dùng súng mà. Và đấy là ý kiến của Bộ trưởng về Trấn Thành. Nhưng mà không ai hỏi. Còn các bạn thì sao? Các bạn yêu hay ghét Trấn Thành và vì lý do gì thì hãy comment ở bên dưới. Nhưng mà hãy lịch sự một tí nhé, đừng có vì anh ấy mũi to, vì anh đấy mắt híp, mắt tôi mắt híp. Mũi to chim to đấy. Và đó là kết thúc của số này của Lộn Kế Bàn. Các bạn muốn chúng tôi làm về chủ đề gì tiếp theo thì cũng hãy comment ở bên dưới. Tôi là Vui Vẻ. Đây là Vịt. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Vịt. Tôi thèm đi.